Ok, xin chào tất cả các bạn và các anh chị. Chúng ta quay trở lại với bài số 24. Và trong bài 24 này thì chúng ta sẽ luyện tập cái phần câu chuyện của bài 24. Và cái bài này thì chúng ta thấy rằng gì ạ? Nó sẽ không khó lắm. Và chúng ta sẽ biết cách là những từ mới sẽ được dùng trong bài này như thế nào. Và chúng ta một lần nữa được ôn lại cái phần từ mới nhé. Rồi, xin mời tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái bài này cùng với tôi. Rồi, bài này có tiêu đề là A Strong Friendship, là một cái tình bạn rất là tuyệt vời. Tim was the strongest man in the town. When he played sports, he always won. He performed and exercised in the public park. He did this to show everyone how strong he was. Most people liked him, but one man didn't. His name was Jack. Chúng ta đọc là Jack, âm J nha. Jack is the team. Chúng ta đọc là team, huh? Jack was a movie critic. And the smartest man in town. Nhớ âm N nha. Town. He could solve complex math problems, but no one cared. Jack wanted to be famous like Tim. One day there was an unusual event. Nhớ cái từ event, âm N và âm T nha. A big storm came suddenly. A big storm, a big chúng ta kéo dài. Storm, miệng nhỏ. Came suddenly. Snow covered the town. No one could get out. They needed food. The people said, "This is a task for a strong man." Tim was under pressure to save them. Okay, but Jack wanted to be the hero, so they both went. Tim said, "You can't help because of your lack of strength." But Jack found some small passages under the snow. One of them, that town had food. Because Tim was so big and strong, he almost couldn't fit inside. They walked until there was a block of ice in their way. Okay. Jack said, "We can't get past it, but if you strike it, it might break." Tim knew that was probable. He broke it. When there was more ice blocks, Tim broke them. That made him tired. He couldn't walk anymore. Jack said, "Let's unite and support each other. I'll get the food alone. You rest here." Jack came back with food. Tim couldn't remember which passage led home. He needed Jack to be his guide. The men became friends by working together. In town, people saw Jack with the fruit and cheered. They called Jack a hero, but Jack didn't care. He was thinking of something else. He said to Tim, "I thought I was smart, but I learned a new term today: friendship." Mà, thì rất là hay đúng không các bạn? Thì tôi sẽ dịch qua cho các bạn biết là tại sao nó lại hay nha. Rồi, đây là một cái tình bạn rất là khăng khít. Tim thì là một người thì khỏe nhất là trong cái thị trấn đó. Và khi mà anh ấy chơi thể thao, anh ấy luôn luôn chiến thắng. Anh ấy luôn luôn biểu diễn và luyện tập ở trong một cái công viên công cộng. Anh ta làm cái điều này để mà khoe với mọi người, để mà cho mọi người thấy rằng là anh ta khỏe như thế nào. Và hầu hết là mọi người rất là thích anh ấy, nhưng mà chỉ có một người không thôi. Anh ấy tên là Jack. Thì Jack thì rất là ghét Tim. Jack là một cái người phê bình phim đúng không ạ, nhằm một phê bình, và là một người thông minh nhất ở trong cái thị trấn đó. Anh ta thì có thể giải quyết cả những cái bài toán rất là phức tạp, nhưng mà chẳng có ai quan tâm đến anh ta cả. Chính chắc muốn cũng được nổi tiếng giống như là Tim. Và một ngày thì có một cái sự kiện xảy ra bất thường, đó là một cái cơn bão lớn nó đến một cách bất thường. Và tuyết thì bắt đầu bao phủ toàn thành phố, và không ai có thể thoát ra được. Và họ cần đồ ăn. Mọi người nói rằng cái đây là một cái nhiệm vụ cho người đàn ông khỏe. Thì Tim dưới cái áp lực đó thì phải cần phải cứu họ. Nhưng mà Jack thì cũng muốn trở thành một cái anh hùng. Vì thế mà cả hai người đều đi. Và Tim nói rằng bạn không thể giúp được đâu, bởi vì bạn không có đủ sức mạnh. Nhưng mà Jack thì đã tìm thấy được những con đường nhỏ ở bên dưới của tuyết, ở bên dưới của tuyết. Một trong chúng thì dẫn họ tới một cái thị trấn khác. Cái thị trấn đó thì có đủ thức ăn.
Bởi vì là Tim á thì là lớn, thì là anh ta béo quá và khỏe, thì anh ta không hề vừa cái sự vừa cái bên trong đó, và họ lại phải đi bộ cho tới khi mà gặp phải một cái tảng băng ở trên đường. Và Jack nói rằng là gì ạ, anh ta chúng ta không thể nào mà vượt qua được nó, nhưng mà nếu mà chúng ta đập vỡ nó thì nó có thể sẽ bị vỡ ra. Và Tim biết rằng cái điều này là hoàn toàn có thể, là anh ta đã đập vỡ nó khi mà diện nó khi mà cái khi mà nó đã vỡ ra và có nhiều những cái hòn đá nhỏ hơn, thì Tim bắt đầu cũng lại đập vỡ nó ra. Và cái đấy thì đã gì ạ, đã làm cho anh ta cảm thấy rất là mệt, và anh ta không thể nào mà bước đi đi bộ thêm nữa. Và Jack đã nói rằng chúng ta hãy đoàn kết lại và hỗ trợ nhau, chúng ta sẽ cùng nhau, tôi sẽ đi lấy thực phẩm, còn bạn sẽ ở đây nghỉ ngơi. Và Jack thì đã quay trở về cùng với thực phẩm, và Tim thì không thể nào nhớ được cái con đường mà về nhà nữa, và anh ta cần Jack giúp đỡ. Người đàn ông đó, những người đàn ông đó thì đã trở thành bạn thông qua cái việc làm việc cùng với nhau. Và trong cái thị trấn đó thì mọi người đã nhìn thấy Jack với đồ ăn và đã reo hò lên, và họ coi Jack như là một người anh hùng. Nhưng mà Jack thì không quan tâm về điều đó nữa, và anh ta đang nghĩ về một cái điều khác. Anh ta nói với Tim rằng tôi đã nghĩ rằng tôi là một người thông minh, nhưng mà bây giờ thì tôi đã học thêm được một cái điều tuyệt vời nữa trong ngày hôm nay, đó là tình bạn. Ok, thì các bạn có thể là gì ạ, các bạn có thể đọc thêm nhé, đọc thêm về chúng ta đọc nhiều vào, nó có đọc nhiều vào tự nhiên chúng ta hiểu thôi, đọc đến đâu chúng ta nhớ đến đấy, chứ không thể nào chúng ta đọc một lần, hai lần, ba lần mà chúng ta đủ đâu. Bạn nhớ luyện tập nhé, và đừng quên là đăng ký kênh này của mình và chia sẻ nó cho nhiều người hơn nữa để chúng ta cùng học với nhau nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong phần video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.